sang không mà thôi. Đây mới là như kiểu mới bắt đầu xong ấy. Chắc là từ cái cây bồ đề tổ đúng không? Do ngài Quốc hội Sri Lanka tặng nhân dịp. Đây là cây bồ đề được chiết ra từ cây bồ đề Đại Cát Tường ở thánh tích Maha Mega cố đô. Cây bồ đề có tuổi thọ cao nhất thế giới hiện nay, hơn 2.000 năm tuổi, tích ở 2.000.